Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa Giêsu ở đó và môn đệ cũng không, họ liền xuống các thuyền và đến Ca-phác-na-um tìm Chúa Giêsu. Khi gặp người ở bờ biển bên kia, họ nói với người rằng: Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ? Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn con người sẽ ban cho các ngươi. Người là đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu. Họ liền thưa lại rằng: Chúng tôi phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên Chúa? Chúa Giêsu đáp: Đây là công việc của Thiên Chúa, là các ngươi hãy tin vào đấng Ngài sai đến. Họ thưa Chúa Giêsu: Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như đã chép rằng: Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời. Chúa Giêsu đáp: Thật, ta bảo thật các ngươi, không phải Mô-sê đã ban cho các ngươi bánh bởi trời, mà chính cha ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì bánh của Thiên Chúa phải là vật từ trời xuống và ban sự sống cho thế gian. Họ liền thưa người rằng: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi. Chúa Giêsu nói: Chính ta là bánh ban sự sống. Ai đến với ta sẽ không hề đói, ai tin vào ta sẽ không hề khát bao giờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, bài tin mừng hôm nay là phần đầu của bài giảng về bánh hàng sống. Trong cái phần đầu này, Chúa Giêsu phân biệt hai thứ bánh: bánh vật chất nuôi thân xác, tức là manna ở trong thời Cựu Ước, và bánh thiêng liêng nuôi linh hồn, tức là thánh thể của Chúa trong thời Tân Ước. Cũng trong phần này, Chúa Giêsu nhắc nhở hết mọi người hãy đi tìm của ăn không hư nát, và Chúa Giêsu chỉ cho mọi người, trong đó có tất cả chúng ta, cái con đường để đi tìm của ăn đó. Chúng ta cùng nhau chia sẻ ba điểm sau đây. Cái điểm thứ nhất là sai lầm khi đi tìm bánh không đích thực. Cái điểm thứ hai đó là làm thế nào để đi tìm cái bánh đích thực qua
con đường của Chúa Giêsu qua sự chỉ dẫn của Chúa Giêsu. Cái sai lầm của con người chúng ta là đi tìm cái bánh không đích thực sao phép lạ hóa bánh ra nhiều. Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài xuống thuyền trở về xứ Ca-pha-na-ơm. Dân chúng đi tìm Chúa Giêsu bởi vì phần đông dân chúng còn bị ảnh hưởng bởi phép lạ hóa bánh ra nhiều. Cho nên họ nỗ lực, họ cố gắng đi tìm cho gặp Chúa Giêsu. Và họ biết rằng chỉ nơi Chúa Giêsu họ mới có thể có bánh để ăn được no nê. Miếng ăn vào thời của Chúa Giêsu cũng là cái nỗi lo của những người nghèo ở vùng Galilea. Và ngày hôm nay cái miếng ăn cũng là cái nỗi lo của hàng tỷ người ở trên thế giới. Chúa Giêsu không trách dân chúng về cái chuyện này, nhưng mà người chỉ muốn dạy cho họ, muốn đưa họ đi xa hơn nữa, nên người nói cùng dân chúng: các ngươi hãy ra công làm việc, không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng để có lương thực đem lại sự sống, đem lại hạnh phúc trường sinh. Dường như Chúa Giêsu ngụ ý muốn nói rằng các ngươi chỉ biết nghĩ đến cái bụng nhưng không thể nghĩ đến linh hồn. Về điểm này, Thánh Chrysostom đã nói: loài người vốn bị đóng đinh vào những việc thuộc về đời sống vật chất. Nghĩa là con người của chúng ta bị giăng chặt vào những cái thuộc về thế gian hơn những thực tại thiên giới cao cả. Và chúng ta nên nhớ rằng người nào mà bị buộc chặt vào thế gian thì chỉ sống được phần nửa cuộc đời của mình. Chỉ có những ai có tầm nhìn xa hơn, rộng hơn thì mới tìm được sự sống thật. Con người chúng ta ngày hôm nay luôn đi tìm, nhưng không đi tìm kho báu, không đi tìm viên ngọc quý của dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã dạy khi nói về nước Thiên Chúa. Con người chúng ta đầu tư đủ tất cả mọi mặt, đi tìm những thứ của cái mà mối mọt có thể đục khoét, chớ ít quan tâm đến thứ của cải của sự sống đời đời. Con người chúng ta đi tìm những cái thức ăn tạm thời, thức ăn này không có khả năng để làm thỏa mãn cái khát vọng tinh thần của con người chúng ta. Và riêng Chúa Giêsu thì người phán ngắn gọn và đưa ra một cái lời khuyên trái ngược với cái loài người chúng ta nghĩ: hãy làm việc không phải vì thức ăn hay hư nát, nhưng để có lương thực đem lại sự sống trường sinh. Thức ăn hay hư nát chỉ có giá trị nhất thời. Thức ăn tồn tại cho sự sống đời đời thì có giá trị mãi mãi. Thức ăn hay hư nát là cái thứ thực phẩm vật chất có thể thỏa mãn được cái đói thể xác, nhưng cái đói tâm linh thì thức ăn vật chất không bao giờ thỏa mãn được. Chúa Giêsu, Chúa chúng ta là người duy nhất có khả năng mang lại hai cái loại thức ăn này: thức ăn vật chất và thức ăn tinh thần. Thức ăn vật chất cứu cái đói thể xác,
thức ăn tinh thần, thỏa mãn cái đói tinh thần. Chúa Giêsu cứu cái đói thể xác qua phép lạ, qua bánh ra nhiều. Chúa Giêsu cứu cái đói tinh thần khi người giảng dạy. Người đã cứu cái đói tình yêu khi người ban cho loài người chúng ta cái tình yêu vượt trên tội lỗi và sự chết. Sau này, người cứu cái đói linh hồn bằng chính thân thể người. Chỉ có người mới ban cho sự sống dư dật. Và nhờ đâu Chúa Giêsu làm được điều đó? Thưa, nhờ Chúa Cha đã sức dầu đóng ấn trên người, và Chúa Cha sai đến thế gian để cứu nhân độ thế. Và bây giờ, làm sao để chúng ta đi tìm được cái loại bánh đích thực? Trong phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta. Suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy có những cách sau đây. Đó là làm công việc của Thiên Chúa. Và làm công việc của Thiên Chúa là cái gì? Thưa là hãy tin vào đấng Ngài đã sai đến. Làm công việc của Thiên Chúa. Thiên Chúa là tình yêu. Thì khi chúng ta làm công việc của Thiên Chúa thì chúng ta phải sống, phải biết yêu thương nhau, phục vụ nhau, phục vụ tha nhân và phục vụ Thiên Chúa. Tha thứ cho anh em của mình, tha thứ, yêu thương phù hợp đúng với sự tha thứ và yêu thương của Thiên Chúa. Thiên Chúa là sự thánh thiện, thì làm công việc của Thiên Chúa là làm như thế nào? Đó là chúng ta phải chê ghét tội lỗi, giữ lòng thanh sạch. Nhờ thế, cái đời sống của chúng ta mới thánh thiện. Sống như thế mới phù hợp với sự thánh thiện của Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng toàn năng, là đấng vô biên. Làm công việc của Thiên Chúa đó là chúng ta phải hoàn toàn tin cậy và phó thác nơi Chúa. Nhờ đó mà chúng ta mới có thể đón nhận những ơn lành của Chúa. Cái cách thứ hai mà Chúa Giêsu chỉ đó là tin vào đấng Ngài đã sai đến. Tin vào Chúa Giêsu. Và chính nơi Chúa Giêsu là cái bánh trường sinh. Như Chúa Giêsu đã mặc khải, Chúa nói chính Chúa là bánh ban lại sự sống cho thế gian. Phải đi tìm cái thứ bánh này, bởi vì bánh này ban sự sống đời đời, không như manna ăn rồi thì lại đói, và không giải thoát con người khỏi cái chết đời đời. Bánh này ban sự sống cho mọi người, chứ không riêng gì cho dân Do Thái sống ở Sinai xưa. Chính điều này mà thúc đẩy mọi người chúng ta là những người Kitô hữu, thúc đẩy chúng ta tất cả phải tin tưởng đến với Chúa trong bí tích thánh thể, tham dự thánh lễ để có thể rước cái thứ bánh đó, rước mình và máu của Chúa, và không quên viếng thánh thể khi có cơ hội. Và sau cùng, Chúa chỉ cho chúng ta cái cách thứ ba là qua lời nhắn nhủ của Chúa, thì chúng ta nên nhớ rằng đừng có mãi mê với những công việc trần gian mà uổng phí cuộc đời. Cần, rất là cần đặt cho đúng bậc thang giá trị của cuộc sống toàn diện của chúng ta. Cuộc sống toàn diện của chúng ta không nhất thiết là ở thế gian này, nhưng
nó còn một cuộc sống nữa ở đời sau. Chúng ta phải biết quý tinh thần hơn vật chất, và chúng ta phải biết quý sự sống siêu nhiên hơn sự sống tự nhiên này. Chính vì thế mà chúng ta phải tìm đủ mọi cách làm thế nào để mà đạt được cái sự sống siêu nhiên theo lời của Chúa Giêsu chỉ. Trong xã hội tự nhiên mà ngày hôm nay chúng ta sống thì dĩ nhiên ai cũng cần thức ăn thích hợp cho cơ thể của mình, cho từng cá nhân. Bởi vì có cái thứ thích hợp cho cơ thể của người này nhưng không thích hợp cho cơ thể của người khác. Nhưng chúng ta nên nhớ và tâm niệm điều này: chỉ có một thứ thức ăn thích hợp cho tất cả mọi người tin vào Chúa Giêsu Kitô. Thứ thức ăn đó chính là bánh hằng sống, chính là mình và máu của Chúa. Chúng ta hãy cố gắng đi tìm thứ bánh đó, thứ thức ăn đó, và luôn luôn cầu xin Chúa cho chúng ta được thứ bánh đó, được thứ thức ăn đó. Bởi vì thứ bánh đó và thứ thức ăn đó có giá trị cứu rỗi cho tất cả mọi người chúng ta.